Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay cây bông trăng trắng phía sau nhà em đang nở hoa này cả nhà. Bông rất là thơm luôn. Hoa. Đây. Chiếc rất là nhiều nhánh. Có bầu chiếc. Cái bầu chiếc chưa có ra rễ nè cả nhà. Trời sâu luôn cả nhà ơi. Sâu quá. Sâu quá trời sâu luôn. Cái này là bông bóp. Chuẩn bị hoa. Xong rồi. Đây là mấy cái trang cẩm thạch. Còn đây là mấy cái trang trắng. Trang trắng này là trang trắng lá chung, là một loại khác nữa nha cả nhà. Cái kia là trang trắng lá lớn thơm, còn lá trung là không có thơm. Đây là trang trắng lá trung. Trang trắng lá trung không thơm. Cả nhà lưu ý nha. Cái trang trắng lá nhỏ. À, mấy cây trắng trắng lá trùng. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn của em. Cả nhà ai yêu thích loại bông trắng trắng thì hãy liên hệ số điện thoại em để trên tiêu đề, hoặc là kết bạn trực tiếp, số điện thoại em để trên tiêu đề luôn là 0911643600. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của em. Chúc cả nhà luôn thành công và luôn vui vẻ. Bye bye.